Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuần Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bởi ngày hôm nay thì mình khá là bận rộn với công việc nên là không thể ghi hình lại cho mọi người xem. Chiều qua thì mình cũng xuống dưới này để tiến hành làm cái cầu trượt cho mọi người. Đây này. Đấy, bắt rơi. Hola, xin chào các bạn, tôi là bạn rơi. Ừ. Đấy, cái cầu trượt hiện tại là mình đang cho các bạn sử dụng để đẩy đất vào trong bờ này. Đấy. Bạt dời ở phía bên này là sẽ dùng đẩy đi. Đấy, qua bên này là Antonio sẽ lấy đất chỗ này và hất lên cho các bạn. Antonio. Hola, chào mọi người, tôi tên là Antonio. À. Đây này mọi người, đấy. Ý, đá bóng đấy. Bóng chef. Cuya, cuya. Cuya, chef. Còn phía bên này thì một người là gọi là sẵn đây, bên này là Manuel. Hola, chicha caban, toto la Manuel. Abel. Hola, chicha caban, toto la Ben. Ừ. Cái câu trượt này thì mình làm được có tầm độ 5 mét mọi người. Chỉ có được 5 mét thôi. Đấy. Nó khá là ngắn bởi vì ván không có ấy. Mình phải chấp ván ở đấy này mọi người. Cái này này. Đấy. Thảp lại như thế này để cho nó dài ấy. Đấy. Mới tra qua tầm bê á. Đấy. Đánh cái agua nào ta bỏ. Buổi sáng ngày hôm nay thì kiểu như là nước đang còn rất là nhiều mọi người này. Nên là các bạn này đào ngay cái khu vực này thì khá là khó khăn khi đang mắc nước ấy. Đấy. Còn phía bên này là Careca đang cùng với một nhóm nữa là đào phía bên này. Careca. Hi, xin chào các bạn, tôi là Careca. Careca đang bị mệt rồi mọi người, ngày hôm kia là mình phải chở bạn ấy lên viện làm xét nghiệm đấy, nhưng mà lại không bị sốt rét hay là thương hàn gì cả, chắc là bạn bị mệt mỏi cơ thể thôi. Đấy, chỗ này thì bữa trước từ giờ là nhà mình cũng đào được hai lớp luôn mọi người, hiện tại thì đang nốt cái phần lớp này. Đá bông cắn xa đô thì Uzape, ta vậy. Ừ. Đấy, dùng chân ấn rất là nhanh này. Xuống cái lớp phía dưới này thì mình cũng sẽ thử nghiệm cái kéo cắt các mọi người để mình xem thử coi là như thế nào. Những cái lớp đất dưới này thì nó có vẻ là nó mềm hơn này thì đợi cho nó hết cái lớp đất này này mọi người. Đấy, còn một cái lớp này từ đây tới đây kia nữa thôi. Nó hết cái này thì mai một gì đấy là mình sẽ tiến hành thử cắt bằng cái kéo đấy xem coi nó còn nhanh hơn cái là dùng cái máy đào đất này hay không. Careca, você pensa como aquele? Tốt. Tốt. Tôi làm primeiro ideia chef da ainda não consegui ainda ver bem. Então agora fazer, eu ver a ideia, então conseguir dar conta tudo ficar bom, porque tirá-lo dali, meter carro, ali tipo escorregadinho. Nós falar tipo língua portuguesa, falar carro. Tudo escorregar. Tudo colega pegá-lo, tirar lá em cima, tudo rápido. Yeah. Rápido, né? Zé. Nunca vê isso, né? Não. Quando você se tipo não trabalha mais aqui, né? Ou você ir fazer um lago para a pessoa, tá vendo? Já usar mesmo isso, tá vendo? Usar isso, cortar depois. No longe você meter igual assim. Já. Né? Já. Tá bom, né? Tô lá. É. Yeah. Eu também quero tentar aquele de novo, aquele. Aquele dia cortar com fio. Ah, com fio. É. Mas eu pensar tipo com fio. Não, fica muito lento e muito esforço também, porque ele fica, girar mais para cortar logo, então muito tempo. Assim, com isso aqui, só fazer mais igual dessa aqui, tudo rápido também. Não, aquele dia terra lá em cima, tá vendo? É duro. Agora lá embaixo eu pensar, pode cortar. Okay. Terra, tipo, ele é leve, pode cortar bem. Mas vamos tentar, tá vamos vendo? Tentar. Se bater certo, vamos continuar. Sim. Já? Yeah? Tá. Yeah. Continua, já? Yeah? Já.
Bây giờ là mình sẽ cho cái nước nó xuống ấy, là mình sẽ cho các bạn ấy tiến hành là đào ở cái phần giữa này trước. Đấy, đào sâu ở giữa này để cho nước tập trung về cái phần giữa này nè mọi người. Manuel pensa como isso trabalha? Não, pensa muito bom, chefe. Muito bom. Corre muito bem o trabalho, chefe. Muito, muito, muito obrigado, chefe. Pensar de fazer essa parte aqui. Tá tirando muito bem, chefe. Yeah. Isso é alcançado muito braço, né? Sim, sim, sim. Isso é não alcançado muito, chefe. Yeah. Né, Bazei? É, chefe. Aqui muito bom. Muito bom. É, é. Muito top. Aqui, chefe. Bom é quando fala comida. Tá com a mesma aqui, tá com a, chefe. Tá com a? É. Oh, isso tem que meter direito, já? É. Tầm bán này là phải bảo bán này, sì, là sì. Bỏ cho nó băng ra, nghiêng về một bên này. Isso, levanta mais aqui pouco. Não, assim, ele tá inclinado, tá vendo? Já. Vâng, apoio bem bem. Ngày hôm qua là mất một buổi dọn cái chỗ phân bùn chỗ này mọi người này. Đấy, kiểu như đất này không hẳn là cứng á mọi người. Mà nó bùn nhão ấy, là phải cho các bạn ấy là xúc hút vào trong số ấy, xong rồi lúc đấy là vận chuyển dần dần lên là đổ cái phân bùn đi. Đấy, chứ hôm qua là cái chỗ ngay cái chỗ khu vực này là toàn là bùn luôn. Đấy, kể cả bây giờ ngay cái chỗ này nè mọi người. Đấy. Chẳng hạn như đây này. Đấy. Đấy là toàn là bùn này. Hôm qua là hút một lượt rồi đấy mà vẫn đang còn rất là nhiều. Nên là cái ở cái khu vực này nó mình nhìn thấy là sẵn là kiểu theo cái hình theo cái kiểu là nhấp nhô chỗ cao chỗ thấp ấy. Manuel, bora cortar aqui primeiro aí, deixar quando acabar a água aí, né? Aqui, já? Isso, bora que gira, gira, mete aqui, lado. Já? Tipo, tirar assim, tira madeira, mete aqui, já? Para deixar Manuel, ele vem assim, depois cortar nesse lado. Entendeu? Tira assim, uma tira assim. Vai, vem, vem, vem aqui, aqui. Bên mày. Dạ. Tá bom. Đấy, để cho các bạn ấy là chuyển cái tấm ván này sang cái chỗ khu vực chỗ thấp thấp đây này. Đấy, chỗ này là hiện tại là chưa có đất này, bơ nó đang thấp ấy, nên là mình cũng cho các bạn ấy là chuyển cái ván này sang đây để hất đất lên trên cái chỗ đấy cho nó cao ấy. Thế đôi là được. Đấy. Depois lá em cima botar mais longe, né? Có cái tấm ván này thì mình lời hơn được thêm khoảng tầm độ 2 người mọi người ạ. Tại vì cái khoảng cách này ấy, thì là các bạn phải đứng thêm 2 người nữa này. Đứng 2 người nhưng mà kiểu như là phải không có chuyên tay được ấy, mà phải hất qua cho người khác ấy thì nó sẽ mỏi tay và nó mệt hơn rất là nhiều. Đấy. Cái này là ở phía ngoài này đưa vào rất là khỏe luôn. Nếu như mà có tấm ván dài hơn nữa thì có lẽ là ok hơn. À, cái lấy đi cái mô bên nếu aqui này. Frio. Bữa trước bữa hôm kia nhà, hôm kia là trời rất là lạnh luôn, là cả bạn ấy là đem cái lục xe ra ngoài này đột lên để cho ấm ấy. Có xe depois frio, deixar frio pouco, mas depois para respirar tudo fumo dele também doente. Ngày hôm nay thì cũng sẽ cho một số bạn tiến hành cái công việc trong gương ấy. Gương kiểu như bật được mình thu hoạch xong ấy, để từ bây giờ ấy. Cũng lâu quá rồi. Mà ở trên kia thì mình làm luồng cũng xong rồi. Cortar linha a linha, né? Acabar depois vai outro sítio. Em thấy ở phía bên bàn cá đấy cá cắt được sâu hơn đúng không? Kiểu như là ở cái chỗ này là nó không phải là băng mọi người. Nhưng mình này đã có chia sẻ là phải dọn cái phân bùn ấy. Có những cái lớp bùn ấy, lớp đất cứng ấy. Là kiểu như thế nó tạo nên là cái hình thù của nó là nó lôi nó lỏm ấy, không được băng ấy, nên là
cái lạt cắt của Manuel thì có chỗ sâu chỗ thấp á mọi người. Otabi kén nó sâu. Cắt to quá bê mệt lắm. Cái bàn này nhỏ nên thì dính cái cục đất đúng là truy luôn. Đấy, có hai ba cháu của bắt giới đấy. Bạn này là cháu của Careca. Cháu của bắt giới, cháu của Careca. Mới 18 tuổi. Você tem quantos anos? 22. Sim. Bem cambuta. 22 à? Dạ. À, cháu bắt giới mới 18 nè. Dạ. Já tem mulher? Não, chef. Eu penso que tem mulher, mulher bate até cambuta. Você não vê teu tio? Careca. Cati ele bate até bem ficar baixa. Né, careca? Muito rápido, né? Eu pensar aumentar mais tábua, tá nem bom, né? Hã? Não, disse que tábua mais comprido. Aí, não preciso. Aí tá perto. Perto baraz, não preciso. Tábua assim só fazer no meio, tá vendo? Com, é longe. Se perto no bar, no bara, não preciso. Bate-se devagar. Bate rất nhanh quá á. Bao nhiêu bún là lên mặt Antonio luôn. Mà giờ aumenta água. Corta biken no so. Manuel, si não muito cansado, né? Aquela aí, eu lá desmontar. Vou cortar picando. Vai, acaba aquele, isso. Acaba nessa linha, depois coisa. Sim. Acabou linha, depois vai outra linha. Se não cortar muito, muito, depois vai confusão, tá vendo? Sim. Như Careca ở phía bên này là bạn này là cắt rất là gọn gàng này. Nó gọi là usa pé fácil này. Isso é pensar que leve. Terá que pensar leve. Hã? Não muito leve. Isso dá para cortar com fio. Depois vou provar. Cuidado cortar mal do outro, hã? Mình sẵn như thế này thì nó kiểu như là nó gọn gàng hơn đó mọi người, nó nhánh mà nó gọn. Sẵn từ đâu thì nó gòn từ đấy luôn. Cái con đào đào cái kiểu kia thì nó luồm thuồm lắm. Rồi cứ đi qua đi lại đất nó lại cứng ra. Cái câu trượt ấy thì mình nghĩ là làm một cái là đủ. Cái này thì khả năng là mình sẽ nối thêm ván đó mọi người. Mình sẽ mua thêm một tấm ván nữa mình nối vào đây. Để cho nó dai, cái chiều dai nó dai ra ngoài hẳn ngoài kia để cho nó làm nhanh hơn đấy. Olá, você tudo, sabe que? Sim, sim. Tem que com força trabalhar. Quando terminar isso logo, nós vamos fazer uma festa, comer, beber, dança. É. Muito bom, chefe. Dança, assim, vai meter dança aqui, que vai... Aqui, por aqui, cata, por aqui, cata. Não, Eu danço bem também. Valeu. Você dança bem? Dança eu bem. Nossa, que tipo bêbado. Muito frio, não é muito caído aqui. Ah, caído. Você não sabe. Tá caindo aqui que sou eu. Um dia do que não pode ganhar, Baleia. Baleia, vai mais aqui para quê? Para receber para ele. Antônio, você cava cabão aqui, vamos plantar gengibre.
Dạ. Chắc là phải cho hai bạn đấy anh. Ừ. Bây giờ thì có lẽ là để cho các bạn làm ngoài này thôi. Nhà mình sẽ đi vào trong kia trong rừng đây mọi người ạ. Ô là 47 á? Hôm nay thì nhà mình sẽ tiến hành trồng cái giống gừng mọi người ạ. Giống gừng thì mình sẽ trồng ở ngay cái khu vực này này. Chỗ này thì sát với cả cái khu vực mà mình trồng sẵn đấy. Thì kia ấy. Trồng gừng ở chỗ này thì mình nghĩ là cũng được. Tại vì cái đất này là cái đất mà đợt trước mình có trồng đầu rồi á mọi người. Nên là mình trồng gừng vào đây là mình nghĩ là hợp lý ấy. Cái gừng này thì sau khi trồng thì mình sẽ sử dụng cái thân ngô mà hôm trước mình có chặt ở phía dưới này này. Mình thu hoạch xong rồi mình có chặt đây rồi này. Mình sẽ gom lên mà mình phủ lên trên đấy. Phủ trên gừng để tạo độ ẩm cho đất ấy. Tại ở phía trên này nó cũng khá xa so với cái khu vực mà mình lấy nước lên để mà tưới mọi người. Thì mình sẽ ủ, dùng cái đấy ủ. Thứ nhất là nó ẩm đất, với thứ hai là sau này nó mục thì nó sẽ cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây. Đây Mimi đang tách giống đây. Cái giống gừng mình trồng đây là cái giống gừng mà loài nhỏ nha mọi người, chứ không phải là cái giống gừng mà kiểu to, bản to như kiểu là ở Việt Nam mình hay là như của Trung Quốc bán ở trên siêu thị đâu. Gừng này gọi là gừng sẻ anh. Gừng sẻ hả? Dạ. Ừ. Đấy. Gừng này nó thơm hơn. Hôm trước là mình thu hoạch được hai cái sọt này này. Hôm nay thì đưa một sọt ra trong trước ấy. Với cả là con bữa trước là mình cũng có cất một ít để dùng ấy, với con lại một khoảng một nửa son này nha. Dạ. Ừ. Hiện tại thì mình cũng đang cho Carica và bạn Antonio vào để tiến hành trồng. Bạn Carica thì mình cũng muốn bạn ấy vào đấy để hướng dẫn cho bạn ấy trồng ấy, với cả cách trồng như thế nào rồi các kiểu ấy, để sau này bạn ấy có thể mà hướng dẫn lại cho các bạn khác ấy, cả Antonio cũng vậy. Là mình cho hai bạn này vào đấy làm. Antonio. Aquele dia muito tempo lá ainda na planta gengibre, né? Sabe plantar como? Quando eu vi ali, já sabe já. Porque só meteu um. Já. Isso gengibre não é que mete tudo assim. Não. Tem que partir o pequeno, pequeno, metade depois plantar. Plantar também ele tem distância dele, né? Đấy. Mỗi cái luống này là mình sẽ trồng khoảng hai lối mọi người. Một cái luống này thì nó khá là rộng ấy. Cái gừng này là cái gừng sẻ mọi người, thì cái củ nó cũng không được to ấy. Đến khi kiểu mọc lên là cái khóm nó cũng nhỏ thôi. Nên là mình sẽ mỗi luống này mình sẽ chia làm hai lối ấy mọi người. Ở bên này thì mình cũng có đúc cái hành tây ra bên này này. Mình kiểu như là muốn thử nghiệm xem thử là cái giống hành tây mà khi trồng xén cánh với cả là cái giống bắp cải và cái giống hành tây mà khi mình trồng riêng lẻ ra thì cái nào đạt hiệu quả hơn đấy, thì để mà mình sẽ tiến hành trồng và cũng sẽ là hướng dẫn cho các bạn ấy. Ở đây thì hành tây mình cũng thấy nó đã lên đây này. Đợt trước không biết ai trồng hành tây ở chỗ này nhưng mà đục hạt nó khá là dày ở đây này mọi người đấy. Nhưng mà sao anh ạ? Đục dây này bữa sau mình tỉa ra để mình dằm nó vẫn được. Bây giờ thì ở trên này nó hầu như nó lên đều đấy đấy nhỉ? Dạ. Đây này. Nên cũng khá là đẹp, chỉ có điều là hơi dày. À cái này đĩa cây planta kìa. Antonio. Tá planta muito apertado. Ele é muito. Careca também sabe plantar gengibre? Ainda não planto, nunca planto. Nunca, né?
Hoje eu vou assinar você, depois você assina outro. Exato. Yeah? Exato. Tudo tem que aprender. Você gerente e aprender, depois assina outro. Exato. Có hết tương lai luôn không? Hết anh ạ. Vẫn đang còn một ít nữa, nếu mà thiếu thì mình lấy thêm ra. Ừ. Rồi cái. Depois quando nós plantar, né? Plantar acabou isso, né? Regar. Depois regar, sabe que? Vai tirar aquele pau de milho. Já tá cortado. Tá para lá em cima. Já? Já. Sabe fazer o quê? Tipo, não, não sei. Só de botar para sol, para ficar úmido, sempre terra úmido. Okay. Ah. Tá bem. Yeah? Tá, tipo, fazer, tipo, qualquer planta, tipo, igual qualquer planta. Meter só em cima, depois molhar com capim, depois crescer já um pouco, depois tirar. Não, pode ficar. Pode ficar? Porque Zinzipri, ele cresceu demora. Com coisa grande. Okay. Não é tipo cobre, outra coisa pequena. Entende? Agora, tipo, uma, quando nós metemos zinzibri, né? Você tem que pegar e encher na volta terra assim, no mubanga. Porque zinzibri, tá vendo? Também vai demorar muito tempo para nós tirar legume a ele. Ok. Por isso, aquele pau de milho, meter aí, depois ele destrói, tá vendo? Ele fica tipo lodo. Exato. Entende? Entende. Yeah. Eu já sempre falo com você, sempre usar aquele capim, fazer tipo adubo. Okay. Isso é plantar bem. Tá bom. Yeah. Vem que eu mostro a planta, depois cavar mais, quando não chega. Vou terminar já essa. Sim. Sabe, planta aqui, tipo, isso zinzibri até aqui tem 25, não é 30. Entende? Distância. Depois quando mete carbon, você puxa a terra assim. Entende? Assim de tapa dele. Já? Yeah? Outro lado depois também assim. Já? Yeah? Quando tapa, eu vou tirar aquele milho, tapa lá em cima. Chega a primeira. Depois tapa. À tarde, quando o pessoal mora regar, né? Deixa, manda ele regar lá em cima do folha. Assim, amanhã não preciso regar mais. Okay. Já? Yeah? Yeah. Vai, tenta ainda fazer. Você tenta lá. Antônio. Metia 25, é? Yeah? 5 a 30. Antônio, estão já igual. Assim. Não assim. Cati levanta. Cati vai no outro mubanga. Porque cada assim. Cati vai com o marido. É. Aqui, marido. É. Li é, li que é. É. Que é direi. É. Que é. Que é. Hum? Yeah. De 5, ah? 5. Rồi cà tí tập làm luôn. Bà này nấu đường sống rồi mọi người. Cà tí, ai dùn tu mai. Vê no, no, no marido mete on de você mete. Dạ. Cùi cùi xuống à, lý tôi ra. Tá rì. Mete mais, mais pouco fundo, né? Onde a terra está muito lá em cima, mete mais fundo, né? Não tapa com mal. Sabe o que? Tem que puxar e inchar da bruca aqui. Lá embaixo. Quando você cava a terra, caiu tudo lá. Ei. Bate mão. Tem terra grosso e tem que bater, né? Não tira assim. Quando tapar, depois regar, entende? Tudo tem que lembrar.
Lembra, depois não lembra, escreve lá no caderno. Depois outro dia planta na lavra ou como saber, já? Hương ở bên này thì cũng khá là đắt đấy mọi người. Nếu như các bạn biết cách trồng và đưa lên nhập trên chợ đầu mối thì ở trên chợ đầu mối thì thường xuyên là họ mua mọi người ạ. Cá thì đã nên nghe kì. Vô thì Azu đã bé cả. Nói Elias xin mua chú. Chịu không? Có chịu không nào? Chị. Em bé của cá rất ca ngoan lắm. Lý. 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 Ni. Về xua mai rồi nào. Hả? À? Nói tua mai. Hả? À? Lê. Nói tua mai. Ừ. Ê, nói. Ê, ê, ra đây con đó nè. Ra đây con đó nè. Thì nếu vào trong xe có bánh đấy em ạ. Dạ. Ừ. Thì vào đây cho em. Cho bé. Mà anh ấy bé nha, cà rê ca cùng kia. Mình ngứa lên nhiêu này. Nha. Ôi, cà rê ca. Menina tem muito isso, frungo. Também não sei se é o quê. Hã? Isso fácil. Você fala com tua mulher, tira aquela folha do musequenha. Ferve, deixa a água bocar humana, banha. Uma tempo acabam tudo. Okay. Também ele tá saiu raio. Tá aqui. Tem cultivação. Já, tem. Isso você à tarde quando ferver água de banheiro, nenê. Tira zinzibri pilão. Depois meter na água. Daí ele senta lá um tempo. Ele baixa isso bem rápido. É. Eu dou criança, isso o doutor sempre me ensinando. Então calma, que é bom, mas calma. Deixa eu bom, calma, calma. Ah, ali. Ali vem no tio, ó. Tiêu pega á, ai, đam mau, vô pega á, vô pega á, vậy không, không khóc đâu, ê, cái gì, ý, chuẩn bị khóc rồi, nát đã, nát đã, không khóc đâu, nát đã, hey. Já tá fuzi pai, já tá fuzi mãe. É. Lê. Eita. Ê, mau não comer. Ê, không ăn. Ê, mau mà ăn à. Aqui a isso é nesse tempo dá ele aprender língua vietnamita rápido, né? Sempre falar ele sabe. Acho que já depois fazer um ano, já começou já a ensinar bem. Mulher mít, né? Hai tay luôn, cướp luôn. Cướp mít, né? Mít của bác đấy. Ele é assim coisa, ele vai fazer um ano, qual é mês? Dezembro. Isso fim do de anos. Không được. Tá bom. Dia 8 de dezembro. Không được. Này, đập đấy. Đánh chuẩn bị chưa? Để thế này là không nhìn thấy này. Nó sao bơ đen luta. Em bé Carica là rất là hiểu đồng ấy. Tay chân là khua suốt ngay ấy. Nên này bé là cũng rất là mệt đấy chứ phải. Dá-me o lucky. Dá-me o lucky. Hã? Não olha nada, hein? Careca tá muito apertado. Vem, chega 25. Vem, passa muito. Tapa. Pra não ficar frio, né? Que aí? Tapa, pra não ficar frio. Hã? Nó sẽ lấy mic anh tiếp đấy. Đấy, bỏ lên đây là nhìn thấy mic là lấy này. Nói chung là em bé này rất là ngoan mọi người ạ. Cũng đòi mè đâu. Nói chung là khi nào đòi ấy.
Ele só chora quando coisa, fome. Ela só chora se tem fome. Se tem fome. Todo pessoa pode pegar ele. É? Todo pessoa pode pegar ele. Não. Não? Assim. Ela também escolheu a pessoa dele. Também escolheu? Assim não me nega, hein? É? Não escolheu todo pessoa dele. Não me nega, né? A avó dele também fugiu. Avô? Oh. Avô todo dia junto, mas não dá mais fugir. Qual é avô? Avô de mãe ou avô de pai? Mãe. Ah. Avô sempre pega ele. Fugir. Oh. Avô fugir também. Assim mais você bate neném, né? Bate da onde? Ui, calma. Isso não. Não morde. Aí me vi chama cá, não? Dá uma curanga? Tá crescendo dente? Já, sim. Ngón tay. Allá. Así él y cuando nació, ¿con cuánto kilo careca? Katy. Careca no va a saber. ¿Ah? Es mismo. ¿Nació con cuánto kilo? ¿Cuándo nació? Quando você nasceu, não nasceu aqui no hospital? No hospital materno. Sim. Também já esqueci, já esqueci, só tem que ver só já no documento da criança. Eu dou neném, tudo eu lembro. Ah, também esqueci às vezes mesmo. Nasceu muito, esqueci mesmo. Olhei aqui. Tchau, hein? Tchau. Tchau, đây cơ mà. Trên đây cơ mà. Đây này. Này, nhìn này. Vừa nãy mình thành cameraman với cả là người trông trẻ rồi mọi người ơi. Rồi bắt đầu là nhìn thấy mic của mình là lấy đây. À, cái gì đây? Gì đây? Đấy, đang muốn ăn cái nút áo của mình này. Đấy. Bữa nay mọc răng ấy. ok. Issue nào có mê. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Để mình còn về trong thành phố có chút việc ấy. Nên là cũng xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuần Hiệp TV nha. Xin chào.